Công an phường Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một hộ dân trên địa bàn có hành vi tàn trữ nuôi dốt động vật hoang dã quý hiếm. Vào thời điểm trên, tiến hành kiểm tra căn nhà tại tổ 7 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu do ông Cao Hồng Phong, 21 tuổi, quê tại tỉnh Quảng Bình thuê để ở. Công an phường phát hiện tại đây đang nuôi dốt một số động vật quý hiếm gồm hai cá thể kỳ tôm, hai cá thể chuồng hôi, một cá thể rùa đá, một cá thể khỉ mốc, một cá thể tê tê tiếp tục kiểm tra phát hiện thêm 16 kg thịt động vật đông lạnh chưa định danh được cùng một số dụng cụ dùng để bẫy động vật. Qua làm việc, ông Phong khai nhận số cá thể động vật nói trên do ông Nguyễn Văn Thân, 23 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, mua được từ con tum với giá 12 triệu đồng và đem gửi tại nhà của Phong. Toàn bộ số động vật, thịt động vật này sẽ dùng để bán lại cho các nhà hàng quán nhậu trên địa bàn kiếm lời. Hiện công an quận Liên Chiểu đã tiến hành lập biên bản bàn giao số động vật thi động vật nêu trên cho hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu để quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật.